Khuyến cáo, clip này được làm với mục đích giải trí, không cố ý phí phạm đồ ăn thức uống. Các bạn đừng nên phí phạm đồ ăn thức uống vì còn nhiều người cực khổ, cơ cực phải lao động vất vả để tìm miếng ăn. Đừng thực hiện theo ở nhà nhé. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chris Double Gamer và Evin. Và mình là Evin. Chỉ mày 20 triệu, 20 triệu. Ê, đậm lại nha. Hi, xin chào các bạn. Sao? Không hai. Đó là cái hai luôn hả? Đếm nha. 1, 2, 3. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chris Devil Gamer và mình là Evin. Đúng rồi, 20 triệu đó. Cái một câu chào mình là đáng giá 20 ngàn. Xém nữa bị trừ lương. Không, đâu có cho lương đâu, nói gì. Tháng này đói luôn. Rồi, thì hôm nay hai anh em mình sẽ có một cái thử thách nho nhỏ. Khá là bận bựa do mình và Evin đã ngồi hợp lại tự nhiên cái xuất ra. Bắn ra. Nó bị ghê quá. Đã suy nghĩ ra đi. Dùng từ đó mới chính xác. Thì thử thách của ngày hôm nay đó chính là ăn cả ngã về không. Có nghĩa là như thế nào? Đây là một cái vị trứng này. Thì như các bạn thấy ở đây có 5 quả trứng hàng bên này và 5 quả trứng hàng bên này. Thì là có 10 quả. Hay không? Hay, tính ra anh đếm giỏi lắm luôn á. Đúng, giỡn hoài. Nãy giờ em đếm chưa xong nữa. Nói chơi chứ 5 quả trứng trong 10 cái quả này, 5 quả đã được luộc rồi, đã chín hoàn toàn. Và 5 quả chưa có hề luộc là nó còn sống hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi ai mà thấp điểm hơn trong mỗi màn chơi thì sẽ bị đập vô đầu cái pẹp. Chà. Thắng thì nếu mà thí dụ thua đi, mặc dù thua điểm nhưng mà bóc trúng được cái quả mà chín rồi thì được ăn nữa. Đã vậy hả? Ừ. Cái này được nè. Còn mà xui á thì pẹp một cái rồi đi tắm. Nhưng mà chưa được đi tắm liền, phải chơi cho hết màn chơi đã. Ôi nó nhớt lắm luôn á. Nhớt nhớt nhìn nhụn quen mà. Bắn lên mặt. Và khi mà người kia chơi thì người này có quyền là làm sao nhãn người kia bằng cách là nói chuyện thôi, không được đụng chạm vào người kia. Không được đụng à? Ừ. Nên nãy giờ em nghĩ quá trời chỗ để đụng luôn. Không được đụng không? Không được đụng gì hết. Đó, không được đụng gì hết. Nhưng mà nói chung là nói làm sao cho người kia sao lãng và không thể nào mà chơi cái trò đó mà ăn được nhiều điểm được. Trò này nói chung là khá là khó, nhìn vậy thôi chứ khó lắm. Và các bạn có thể thử cái trò này với bạn bè của các bạn ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Khuyến cáo, clip này được làm với mục đích giải trí, không cố ý phí phạm đồ ăn thức uống. Các bạn đừng nên phí phạm đồ ăn thức uống vì còn nhiều người cực khổ, cơ cực phải lao động vất vả để tìm miếng ăn. Đừng thực hiện theo ở nhà nhé. Ok, thì bây giờ là cái trò chơi của chúng ta đây là Coin Pumper. Đây, mở tutorial lên, hướng dẫn chơi một cái. Chơi nháp thử ha. Thì em cầm chuột, em kéo xuống. Thấy không? Yeah. Và cái trò này á, nó đơn giản giống như cái trò gì 24 gì đó em. 2048. 2048 gì đó. Đó. Em nhớ tất cả các đồng tiền, em sẽ tổng nó cộng lại. Giống như là nó có một đồng 1, một đồng 5, một đồng 10 và một cái 50, một cái 100 và một cái 500. Nói chung là cộng nó lại, ăn được nhiều điểm càng tốt. Mà cái này nó đụng tới cuối cùng là mình thua. Đây, các loại đồng của nó đây. Thấy không? Ok. Những cái đồng 1, 10 và 100 thì là phải ăn 5 đồng nó mới biến thành một đồng lớn ha. Và đặc biệt là đồng 5 và đồng 50 á, thì nó chỉ cần 2 đồng thôi là được. Em hiểu rồi. 2 đồng hoặc hơn cũng được đó. Cứ 2 đồng 500 thì chúng ta được 2 xu này. Và cái đó không quan trọng đâu. Rồi, ví dụ nè, nắm giật xuống. Thấy không? Quăng lên, giật xuống, quăng lên. Nó không cần phải thẳng hàng. Đây anh ví dụ, nó không cần phải thẳng hàng. Nó vậy, nó cũng được nữa. Hiểu rồi. Ok chưa? Ok. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi chúng ta. Rồi bây giờ là Evin sẽ
gọi là distract mình, làm cho mình không tập trung. Rồi, nói gì nói đi. Rồi, chơi đi. Ghê vậy? Sai ghê rồi, chứ đi sai rồi. Đúng rồi, đừng bà ơi. Đi cái đó là không có đúng quy trình. Ghê vậy? Ừ, bà bỏ đi. Sai rồi. Chơi thắng đâu có gì hay đâu, chơi thắng là hèn. Trời. Ờ. Sự không biết rồi. Thôi mà. Thôi đừng có chơi như vậy. Có con mèo dễ thương, chọn mèo nó không mắc quần à. Cái mà mỗi lần anh quăng lên nó lòi ra cái gì kìa. Thôi nhìn nó làm gì, nhìn nó đi dễ thương lắm kìa, hồng hồng dễ thương lắm trời. Ý 500 điểm nữa nha. Thôi như thế vậy, nghỉ đi đéo thôi mà. Chơi nữa. Ôi trời, combo luôn trời. Chết tôi, có điện thoại rồi anh ơi. Thôi kệ bà đi. Thôi người ta gọi rồi. Các bạn có thể tải được trò này trên bất kỳ phần mềm Android hay là iOS đều được nhé. Tên tải cái gì, nghĩ đi. Tên cái trò game là các bạn biết rồi đó. Ôi chơi ai chơi lại cha. Ôi chơi đâu để thua được bồ. Mới có 6.000 điểm mà con quỷ. 6.000 là được rồi, lỡ em chơi có 600 sao. Giờ chơi gọi là giám cáo. Cá này cá cược dữ luôn. Ngồi cá gì chơi luôn. À, giờ thua cá lấy hai trái độc luôn nè. Trời gì ghê. Thôi chơi gì cũng chơi được. Chơi đi nó thiệt. Thôi đi. Thôi anh nói em mới chơi nha. Chơi giờ chơi double kill, chơi không? Ừ, chơi lần hai trái luôn, chơi lớn luôn. Ờ, chơi lớn nha. Ừ. Chấp luôn. Chết tôi rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ là sẽ tới Evin chơi. Đây đi nào. Còn này là cái gì vậy? Quần áo ba, mua quần áo không gì đâu. Không được. Rồi bây giờ sẽ tới Evin chơi nha. Nè mấy bạn coi tôi phá kỷ lục một cái là ổng đập hai cái trứng vô đầu liền luôn nè. Tin tôi đi. Bây giờ cái quan trọng là cái trứng là mình không biết cái trứng nào, phải không? Ờ. Trứng trứng giái hay là trái trứng. Rồi kéo đồng năm là thấy xong. Và bây giờ thì anh Evin của chúng ta sẽ quăng đồng 10. Giật lên nào. Chính xác. Ồ, hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Anh làm gì đây? Ôi. Anh sẽ làm gì đây? Ôi. Ồ, mà bố. Rồi, anh sẽ đến lâu rồi. Anh sẽ đến lâu rồi, anh phải làm gì đây? Bây giờ anh đã bốc bóng đồng số 1, anh quăng lên cái gì vậy? Hai chân điện luôn các bạn. Vai ca đai. Anh gà vai ca đai. Sao điểm nó sai nhau quá vậy? Tôi không ngờ là tôi chơi 15.000 mà bà chơi được 200. Rồi vô làm hai trái nè. À, và đây là những quả trứng của chúng ta. Và đây là vị anh hùng Samurai. Samurai chào chị mày. Đâu phải kêu mày tự tử đâu đó, kêu mày đập trứng thôi. Rồi đó, giờ anh ta sẽ mở cái hộp trứng ra. Rồi lựa một trái đi nào. Trái nào đây? Đó chị, em có 50-50 mà. Tôi tin trái này các bạn à. Tôi tin là trái này sẽ giúp tôi có niềm tin và hy vọng. Rồi, ok. Phan anh hay lắm, anh tin vào quả trứng. Dũng sĩ sau cái khai của chúng ta. Rồi, mời anh chọn quả thứ hai đi nào. Bây giờ anh tin quả nào đây? Bên này là xui chắc. Vậy là bên này là được làm chính rồi. Tôi tin vào vận mệnh của mình lắm. Rồi, ok. Bài nước vô mặt tao luôn. Quẩy bài nước vô mặt tao luôn kìa mày. Bài nguyên cái chùm đỏ vô mặt tao luôn rồi.
Má. Trời, tôi chưa tới lượt tôi mà. Ok, thì bây giờ đấy, tới em cầm mấy quả trứng lên cho anh đi. Cầm quả trứng lên, cầm dĩ trứng lên. Em không được chọn cho anh luôn hả? Trời, mày khôn mày, mày chọn xui, vật khôn luôn. Chọn trái này. Được ăn cả ngã về không ha? Để trời nó còn sống. Để trời nó còn sống. Còn sống đi con. Còn sống. Một. Hai. Chưa. Sợ lắm ba. Một. Hai. Ôi cúng mẹ ơi. Đại đi. Ồ. Nó chín rồi. Nhưng mà nó còn cái lòng đỏ má ơi. Ôi cũng ăn đạn rồi. Nè. Ôi ơi. Ôi, đây là thức ăn mà. Nên chúng ta phải ăn. Ăn không? Không. Ăn đi, ăn mình. Buồn rồi không? Không được phí phạm thức ăn nha các bạn. Đây chỉ là một trò vui thôi. Và các bạn nhỏ mà xem cái này thì có thể chơi một cái thử thách nào khác, chứ đừng chơi thử thách này nhé. Đây chỉ là một thử thách vui thôi. Chúng ta không nên phí phạm đồ ăn ha. Ngon à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe. Và hơn nữa thì nên nhớ là không có được phí phạm đồ ăn nha các bạn. Và hãy cho mình biết cảm nghĩ của bạn ở bên dưới. Bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah, không ve được tại vì dính quá rồi. Bye bye. Bye bye các bạn.